Hiện tại em đang sinh sống tại Thủ Đức, nhưng em lại mở quán ở ngoài quê mẹ, đó là ở ngoài Thanh Hóa. Và em cũng rất cảm ơn khi mà khách hàng đã yêu quý, thì em thấy doanh thu thì nói chung là nếu mình mới mở vào ở một vùng quê như vậy thì nó cũng đang gọi là tạm ổn. Nhưng mà khi mà em được vào trong kênh TikTok của thầy thì em nhận ra là mình đang thiếu sót quá nhiều. Dạ, thiếu sót vô cùng, đó là cái hình mẫu và hôm nay em vô cùng tâm đắc về cái chiến lược gọi là thử của thầy, và phải tìm cho mình một cái hình mẫu. Và nếu như mà để mà quyết định cái sự thành công thì đó phải là làm đúng, đủ và đều, đúng thầy. Thì ngày hôm nay thì em vô cùng cảm ơn thầy và các anh chị ở đây, là em đã được học hỏi từ thầy, từ các anh chị ở đây về cái hình mẫu của mình cũng như là những cái chiến lược làm sao đó để làm cho khách hàng trong khu vực của mình biết tới mình, để mình kinh doanh ngày càng thành công hơn. Và em cũng chúc cho thầy ngày càng mạnh khỏe, chúc cho Học viện Vinpa ngày càng phát triển, và chúc cho tất cả quý anh chị ở đây sẽ xây dựng được cái ước mơ của mình cũng như là cái niềm đam mê của mình ngày càng phát triển hơn nữa.